Trấn Thành về trường cũ cúng tổ nghề sân khấu. Sáng 14/9, đạo điển, điển viên, MC Trấn Thành có mặt ở trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, dân hương cúng tổ nghề sân khấu. Nghệ sĩ mặc áo dài đỏ, đi cùng trợ lý, mang một giỏ trái cây lớn đến dân tổ. Sự xuất hiện của Trấn Thành thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự buổi lễ. Anh bắt tay, chào hỏi một số thầy cô, trò chuyện với đạo diễn Trần Thành Trung và ông Phương Anh Đào, diễn viên chính trong phim Mai do anh đạo diễn. Trấn Thành nói mỗi dịp về trường cũ, anh thấy xúc động, biết ơn những tiền bối đã giúp đỡ mình. Trong lúc xếp hàng đợi đến lượt thắp hương tổ, anh ngẫu hứng nhún nhảy theo tiếng nhạc. Anh tranh thủ chụp vài tấm ảnh với các fan và sinh viên khóa sau rồi ra về. Lễ cúng tổ nghề sân khấu được giới nghệ sĩ tổ chức hàng năm vào 12/8 âm lịch. Trong đó, Đại học Sân khấu, Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ nhiều nghệ sĩ là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường về dân hương. Ngoài Trấn Thành, buổi lễ năm nay có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, diễn viên Phương Anh Đào, diễn viên Thúy Ngân, diễn viên Hồ Bích Trâm, đạo diễn Trung Lùng. Trấn Thành từng theo học ngành diễn viên của Đại học Sân khấu, Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một talk show năm 2019, anh trải lòng việc học tại đây gián đoạn do bận chạy show và nợ học phí của nhà trường. Bù lại, anh học nghề từ các nghệ sĩ tiền bối, nổi bật là nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, người anh luôn gọi là thầy dù chưa từng giảng dạy anh trên giảng đường. Theo học diễn viên rồi thành danh với vai trò nghệ sĩ hài và MC, Trấn Thành 3 năm gần đây lập nhiều thành tích ở lĩnh vực đạo diễn, biên kịch và sản xuất phim. Anh hiện là nhà làm phim có tổng doanh thu tác phẩm cao nhất của điện ảnh Việt. Ba phim của anh, Mai, Nhà bà nữ, Bố già, lần lượt giữ các vị trí thứ nhất, thứ ba và thứ tư về doanh thu của phim rạp nội địa. Hôm 10 tháng 9, phim Mai của anh thắng giải với Cánh Diều Vàng cho phim truyện điện ảnh xuất sắc, biên kịch xuất sắc và nữ diễn viên chính xuất sắc ngay tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2024. Trước đó, phim Mai và phim Nhà bà nữ cũng có thành tích ở các giải thưởng, liên hoan phim trong nước. Hiện tại, anh trong quá trình sản xuất phim Bộ Tứ Báo Thủ, dự kiến khởi chiếu Tết 2025. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.